Sở giao dịch chứng khoán TPSCM House vừa nghiêm khắc nhắc nhở CTCP bóng đèn điện. Quang nhà cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đề nghị doanh nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, qua theo dõi và kiểm tra, SOSI nhận thấy khối lượng đặt lệnh giao dịch cổ phiếu quỹ của DQC vào ngày 5 tháng 12, 6 tháng 12, 14 tháng 12, 18 tháng 12, 22 tháng 12 và 25 tháng 12 không đúng quy định. SOSI nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị DQC phải tuân thủ đúng các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. Ảnh Vietnam Cộng. Trước đó, DQC của nhà cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đăng ký mua lại tối đa 993.540 cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ mùng 5 tháng 12 năm 2017 đến mùng 3 tháng 1 năm 2018 với mức giá dự kiến không quá 45.000 đồng trên cổ phiếu. Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, DQC mới chỉ mua được 658.950 cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 39.837 đồng trên CP. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 2, giá cổ phiếu DQC đứng ở mức 34.550 đồng trên CP. Sau giao dịch, bóng đèn điện Quang đã nâng sở hữu lên hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ. Gần đây, DQC có một loạt phiên tăng giá. Tuy nhiên, tính từ đầu năm tới nay cổ phiếu này vẫn giảm khoảng 10%. Trong năm 2017, nhà cựu Thứ trưởng Kim Thoa chứng kiến khá nhiều biến cố, có lúc nhận triệu USD nhưng đôi khi mất vài trăm tỷ tài sản. Nhà bà chủ điện cũng trồi sụt liên tục cùng với những biến động giá cổ phiếu DQC trên sàn. Hiện tại, nhà bà Thoa vẫn chiếm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối tại bóng đèn điện Quang và kiếm triệu USD mỗi khi doanh nghiệp này chia cổ tức. Theo báo cáo quản trị mới nhất, báo cáo năm 2017, nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vẫn đang nắm giữ hơn 34% cổ phần tại CTCK, bóng đèn điện Quang, DQC. Trong đó, bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phần DQC, 4,91%. Em trai bà Thoa, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm TG Điện Quang hiện đang nắm giữ 7,33%. Mẹ ông Hưng và bà Thoa, bà Trần Thị Xuân Mỹ sở hữu 3,56%. Hai con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa hiện vẫn đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại bóng đèn điện Quang và nắm một số lượng cổ phiếu lớn tại doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước này. Bà Nguyễn Thái Nga hiện là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó TG và nắm giữ hơn 12% cổ phần DQC. Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê sở hữu gần 6,5% cổ phần và là giám đốc dự án của DQC. Mặc dù chia cổ tức vẫn khá ấn tượng, tạm ứng đã được 15%, nhưng tình hình kinh doanh của bóng đèn điện Quang kém tươi sáng, đang theo chiều hướng đi xuống. Báo cáo DQC vừa gửi sở GDCK TPSCM cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp nhà bà Hồ Thị Kim Thoa giảm gần 50% xuống còn 110 tỷ đồng. Giá cổ phiếu DQC cũng giảm khoảng 40% trong một năm qua, trái ngược với xu hướng tăng như vũ bão của thị trường chứng khoán. Tài sản của nhà bà Thoa giảm mạnh từ khoảng 650 tỷ đồng cách đây một năm xuống còn 400 tỷ đồng. Trên thực tế, kết quả kinh doanh yếu kém của bóng đèn điện Quang đã được dự báo từ trước. Một số công ty chứng khoán đã cảnh báo về những khó khăn mà doanh nghiệp này đã và đang đối mặt, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm Trung Quốc giá rẻ và nguồn thu từ Cuba sụt giảm. Những biến động bất lợi của bóng đèn điện Quang và giá cổ phiếu này trong thời gian qua cũng gắn liền với những biến cố trong gia đình bà Thoa. Hoạt động kinh doanh của DQC được cho là bị ảnh hưởng bởi quá trình thanh tra nhà nước đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Bà Hồ Thị Kim Thoa bị kỷ luật khiển trách hồi tháng 1 năm 2017 do vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ. Bà Thoa sau đó bị Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa bóng đèn điện Quang và kê khai tài sản, thu nhập không đúng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Thoa chính thức mất chức Thứ trưởng. Nguồn Việt Nam.